Hot, Dejimi và Hồng Thanh lần đầu nói chuyện chia tay vì hay cãi nhau, cũng không còn tin đối phương nữa. Vào năm 2023, Hồng Thanh và Dejimi đã chính thức đường ai nấy đi sau 3 năm yêu. Hồng Thanh và Dejimi chính thức hẹn hò từ năm 2020 sau khi gặp gỡ trong một chương trình giải trí. Đầu tháng 11 năm 2023, thông tin cặp đôi đã đường ai nấy đi sau 3 năm yêu khiến cư dân mạng xôn xao. Thời điểm đó, đại diện của Hồng Thanh và Dejimi xác nhận cả hai chia tay vào đầu năm 2023. Sau đó, cặp đôi cho nhau cơ hội qua lại xem có thể cùng với nhau đi tiếp không, nhưng vì hết duyên nên dừng lại trong vui vẻ. Thực tế, thời điểm chia tay chính xác là khoảng tháng 8. Vào tối ngày 18 tháng 5, Hồng Thanh và DJ Mi lần đầu lên tiếng chia sẻ tất tần tật về việc chia tay. Sau thời gian chia tay, có nhiều bình luận thể hiện sự tiếc nuối, thậm chí không chấp nhận và để lại những bình luận tiêu cực cho hai bạn. Cho đến hiện tại, cả hai có điều gì chia sẻ với những người yêu mến của mình không? Dejimi, thực ra sau khi chia tay có rất nhiều dự án, hai đứa rất bận, có nhiều dự án riêng và cũng cần có quãng thời gian để hai đứa lắng lại. Bình tâm lại suy nghĩ về tất cả chuyện đã trải qua rồi quyết định sẽ ngồi với nhau, một cách đàng hoàng. Hồng Thanh, nói về thời gian chia tay thì hai đứa đã chia tay vào trước Tết năm 2023 nhưng mọi người thắc mắc là tại sao là tháng 8 năm 2023 mới công bố. Trong lúc đó, tôi và mi cũng muốn cho nhau cơ hội để có thể xem mình có thể quay lại với nhau được không nhưng mà thật ra dần dần hai đứa cũng gặp nhau đi ăn cùng chia sẻ nhiều chuyện trong công việc cuộc sống thì thấy hai đứa không thể nào tiếp tục được nữa dejimi đến đùng một ngày thì hai đứa chia tay nhau vì những lý do rất nhỏ nhặt nhưng mà nó khiến cho tụi mình đi xa hơn tụi mình nghĩ là ai yêu nhau thì cũng sẽ như vậy hiểu được cảm giác đó rất là buồn hồng thanh chuyện nhỏ nhặt nhưng nó cứ lặp đi lặp lại đến lúc không thể nói với nhau được, hai suy nghĩ không còn hợp nhau nữa, hay cãi nhau. Dejimi, cái quan trọng trong chuyện tình cảm là niềm tin thì tụi mình đã bắt đầu không còn tin đối phương nữa. Đó là một cái mà tụi mình nghĩ là mọi người yêu nhau cũng nên để ý một tí. Hot, Dejimi và Hồng Thanh lần đầu nói tất tần tật chuyện chia tay vì hay cãi nhau, cũng không còn tin đối phương nữa, ảnh ba. Cả hai đã chia tay vào trước Tết năm 2023 nhưng tới tháng 8 năm 2023 mới công bố có hai luồng bình luận tiêu cực về hai người như Hồng Thanh ở nhà, không có sâu, không có việc làm, dựa dẫm vào mi Hồng Thanh chu cấp, mua đồ hiệu cho mi như những gì thấy trên clip của hai bạn. Deji Mi nói sao nhỉ? Hai đứa từ đầu xuất phát điểm đã là đi cùng nhau, chỉ nương tựa nhau về mặt tinh thần. Chưa bao giờ nương tựa về mặt vật chất, chưa bao giờ. Cái tinh thần là cái quan trọng nhất để tụi mình mỗi ngày thành công hơn, phát triển hơn, kiếm nhiều tiền hơn, làm vì tinh thần thôi. Như Mi có gì đó thì anh Thanh mới chọn Mi, đồng hành với anh trong lúc như vậy. Xuất phát điểm hai đứa gặp nhau cũng đang rất bơ vơ, lạc lõng. Có thể nói là con số không luôn. Cùng nhau lúc đó giống như được cứu vớt vậy đó. Tụi mình cảm thấy là thực sự nương tựa nhau về tinh thần chứ vật chất thì đứa nào cũng độc lập. Hồng Thanh, thực ra Thanh và Mi cảm thấy là không cần chia sẻ điều đó ra với mọi người. Vì chỉ cần hai đứa biết với nhau là đủ rồi. Cũng có bình luận nói tiêu cực về Mi, nói là tôi bao nuôi, cho tiền mua đồ hiệu này nọ. Sẵn đây nói luôn là không có. Tất cả là content thôi. Đê-di-mi, mọi người hay nói là đồ hiệu của Mi Anh Thanh mua này kia. Với cái ngữ mua đồ của Mi thì làm sao anh Thanh mua cho lại? Anh ngăn cản không kịp. Tức là mình mua phục vụ cho công việc của mình nữa chứ đâu phải mình mua hưởng thụ này kia đâu. Tụi mình yêu đối phương, tức là đi cùng nhau từ những bậc thang chưa có gì tới những lúc có gì mà lại không có gì nên tụi mình hiểu đối phương cũng đang khó khăn mà. Đối với Mi quan điểm từ bé đến lớn, bản thân mình phải nỗ lực kiếm tiền. Để khi mình gặp người nào đó là lúc mình cảm thấy tự tin nhất, là lúc bước tới không phải là gánh nặng của họ. Mi thấy quen anh Thanh là một cái trải nghiệm cả cuộc đời không bao giờ quên. Có những bài học trong tình yêu đã được lớn khôn và tụi mình sẽ luôn tin vào tình yêu. Các video content giữa hai bạn được nhiều người rất thích và giới trẻ đang cho đó là tiêu chí giữa hai người yêu nhau hai bạn có nghĩ như vậy không? Dejimi, những content mình quay, nghĩ nó vui, muốn gửi đến khán giả của mình. Mỗi khi đi làm về mệt mọi người mở clip của mình ra xem, thấy vui nhưng mà vô hình chung lại thành câu chuyện của chính mình. Hồng Thanh, lướt lướt thấy hay bảo anh ơi này hay mai quay nhé. Ngày bắt quay chục cái clip. Trời đất. Dejimi, có những ngày mi gì anh quay ba mươi mấy cái clip. Vì mình thấy mắc cười nên muốn quay thôi chứ không phải câu chuyện của hai đứa mình nhưng vô hình chung mọi người lại nghĩ là chuyện của hai đứa mình. Nên khi chia tay mọi người lại suy nghĩ tiêu cực về nó. Mình thấy như vậy cũng khá tội nghiệp hai đứa mình vì không phải như vậy, đâu phải ngoài đời đâu. Mình nghĩ là mọi người hiểu đó là content nhưng mình diễn thật quá. Đó cũng là lỗi của tụi mình khi làm những content khiến cho mọi người hiểu lầm. Mi biết mọi người thương hai đứa và có nhiều cặp đôi nhắn tin là vì tin vào tình cảm của hai đứa và họ tin vào tình yêu Thật sự lúc chia tay nó vẫn là tình yêu mà. Tình yêu đâu phải là phải đi đến cuối. Đến lúc này tụi mình không ổn với những lời nói của mọi người. Nhưng tụi mình vẫn ngồi đây để nói những điều này vì tin vào khán giả của mình, đã yêu thương trong suốt thời gian vừa qua. Họ cần được biết, nhìn thấy tụi mình lần này để nói cho họ nghe rằng vẫn sẽ luôn tin vào tình yêu thôi. Nó không có sai, chỉ biết cảm ơn thôi, cảm ơn mọi người. Có thông tin cho rằng Hồng Thanh là người dẫn dắt đưa Mi vào showbiz, là người giới thiệu hướng dẫn mi vào các chương trình lớn để có được ngày hôm nay. Hồng Thanh, đây là câu hỏi Thanh thấy cũng nên chia sẻ. Những chương trình mà game show như Rap Việt, Show Festival. Thời điểm đó mọi người nói Thanh đưa mi vô là chở mi tới đó quay thiệt nhưng mà không phải là người phía sau đưa mi vào trong chương trình, đưa mi tới rồi đưa về. Nhưng mà người đưa vô là công ty của tụi mình. Về phim ảnh, Thanh chỉ là phía sau chia sẻ những kinh nghiệm có về diễn xuất chứ không phải là người đưa mi vào từng những dự án. Dejimi, xuất phát điểm hai đứa gặp nhau là cái đùng, có một cái năng lượng gì đó cảm giác mọi người thích quá xong là trộm vía được yêu thương, rất là biết ơn. Sau đó cả hai xuất hiện nhiều hơn, chứ thực ra mi vẫn nghĩ mình chưa vào showbiz. Hồng Thanh, thực ra vào showbiz hay không thì nó cũng không phải vấn đề. Vấn đề ở đây là Thanh khi bên cạnh mi được có lửa nghề cao hơn và mi cũng vậy. Cả hai cùng nhau làm nghề, nghệ thuật, dựa vào tài năng của mình như Thanh là diễn xuất còn mi là Daisy. Cả hai cùng làm việc mà đều thấy vui, rất là thăng hoa. Dejimi, lúc mà yêu mọi người sẽ biết là làm thấy hứng khởi, làm gì cũng thấy trơn chu, rất đẹp. Lúc đó tụi mình cũng vậy. Vì thực ra là bản thân mình biết, cảm nhận được hết và sẽ cố gắng để đáp trả tình thương của khán giả. Thực sự người đưa mi hay anh Thanh vào showbiz vẫn là khán giả, không ai khác. Mình nghĩ đoạn quá khứ nên gói ghém lại, sẽ nằm trong miền ký ức nào đó của hai đứa mình. Những gì trên mạng xã hội thời gian vừa qua có những nơi đăng nhiều khủng khiếp mọi người đừng tin điều tiêu cực. Nếu có thì tụi mình sẽ là người đăng, công khai. Mình vẫn luôn làm nghề, cố gắng hơn mỗi ngày, chữa lành vết thương của mỗi đứa. Những điều thư dệt trên mạng bỏ nó ra khỏi đầu, cho những điều tốt đẹp len lỏi vào. Cuối cùng là cảm ơn anh vì đã đến, với nhiều điều tốt đẹp. Hot, Dejimi và Hồng Thanh lần đầu nói chuyện chia tay, và cô, vì hay cãi nhau, cũng không còn tin đối phương nữa và cô, ảnh 8. Hot, Dejimi và Hồng Thanh lần đầu nói chuyện chia tay và cột vì hay cãi nhau cũng không còn tin đối phương nữa và cột, ảnh 8. Dejimi khẳng định thời gian hẹn hò Hồng Thanh là trải nghiệm cả cuộc đời không bao giờ quên. Hai bạn muốn gửi gắm điều gì tới khán giả của mình? Dejimi cảm ơn khán giả luôn ủng hộ yêu thương tới phút cuối cùng dù ngoài kia có tin không phải sự thật vẫn luôn bênh vực. Một điều nữa là mọi người hãy luôn tin vào tình yêu nhé vì ngoài kia còn rất nhiều điều tình yêu đáng tin. Giờ chúng mình sẽ sẵn sàng bước tiếp và mọi người cũng vậy nhé. Hồng Thanh, cảm ơn những người đã yêu thương tụi mình trong khoảng thời gian qua dù có như nào đi chăng nữa. Sắp tới nếu gặp tụi mình đâu đó hãy cười một cái, ôm một cái và ủng hộ Thanh và Mi nhé.